Em là nhà đất Minh Xem, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Kim Sơn của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ đan vừa mở rộng khoảng 3 mét này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn trồng sabo có tổng diện tích là 1.600 m², nhưng mà chủ cắt bán nha anh chị. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim. Khoảng cách từ ngay vị trí em đang đứng đây mà về tới chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim thì tầm khoảng 2,5 km là tới nha anh chị. Và cũng hướng này mình đi về quốc lộ 1A luôn đó. Còn cái hướng ngược lại, đây là con đường thông, đây là mình ra đường tỉnh lộ 864. Khoảng cách từ ngay vị trí em đang đứng đây mà ra tới tỉnh lộ 864 thì tầm khoảng 1,5 km là tới à. Đó, xe chạy đó. Nó ngay cái vị trí này mình có một cái cua hẹo nha anh chị. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái vườn sabo này đây. Tính từ mí này nè anh chị, ngay mí gào này ha, mình đi ngang theo cái mặt tiền của con lộ này là 18m70. Nó cái này là em đang báo cái diện tích mà chủ cắt ra nha anh chị. Cắt ra phần này đo nhiêu tính nhiêu nha anh chị. Nhưng mà em tính hào tầm khoảng chắc 8 mấy mét vuông gì đó. Đó, ngay cái vị trí này là 18,70. Đây, em quay lại cho anh chị mình xem nè. Đấy ha. Và từ cái miếng này, nó có một cái độ xéo ở đây nè anh chị. Nó có phẳng xéo vậy nè. Cái độ xéo này là 18,40 nha anh chị. Nó còn cái cạnh phía bên kia, đi sâu vào là 33m. Còn phía sau hậu của mình là 29m. Đó, 18,40 là tới ngay cái miếng cột ngay chỗ cái bảng này nha anh chị. Và từ đây mình đi lên tên kia là 20m. Nè, để em giới thiệu lại nè, nó hơi khó hơn tí xíu cho nên em phải giới thiệu từ từ cho anh chị hiểu. Tính từ cái mí này nè anh chị, em tí cái tụ này đi, ngang lên là 20m. Và từ đây mình có cái đầu xéo qua đó là 18,40. Và cái phía mặt tiền ngang qua bên đó là tính mặt tiền đường của mình á là 18,70. Rồi cạnh gốc tông đi sâu xuống là 33m. Phía sau hậu của mình là 29m. Tổng diện tích tại nó có độ xéo cho nên khó tính nha anh chị, nhưng mà em tính hào tầm khoảng chắc chừng 800m². Tại cái mảnh đất mình chủ có tới 1.600m², nhưng mà chủ cắt bán ra cái diện tích nhiêu đó đó. Tại phía sau mình vô nữa là đụng cái nhà nha anh chị. Còn đây là xây về cái hướng mặt tiền 18,70 á, là xây về hướng đông. Còn xây về cái cạnh phía mặt tiền, mình có hai mặt tiền luôn nha. Cạnh mặt tiền 20m này á là xây về hướng nam, cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 34 phút, khoảng cách là 16 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây là thời gian đi là 1 giờ 10 phút, khoảng cách là 50 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 41 phút, khoảng cách là 73 km. Vừa rồi là em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để xem tiến vào phía bên trong cái mảnh vườn mình cho anh chị mình xem cho nó kỹ và rõ luôn nha. Đây là con đường lộ mới đổ luôn này nha anh chị. Đó, mình có cái gốc xéo này là 18,40. Rồi xéo qua cái phía mặt tiền đường bên đó của mình á là 18,70. Và từ đây mà mình chạy dài lên trên đây là 20m. Nó 20m là lên tới mí trên đây. Tới đây nha anh chị,
20m là tới mí này. Nè, em quay lại nhìn cái con đường bự cho anh chị xem. Đường này rộng khoảng 2m à, còn đường bên kia thì tầm khoảng 3m, 3m rưỡi vậy đó. Còn cạnh này đi sâu vào là 29m. Còn cạnh phía bên kia ngược về phía mặt tiền mình là 33m. Đó, giờ em phải đi vòng vô nhà. Đó, hiện tại đất mình đất trồng cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha anh chị. Do cái mảnh này chủ cắt ra đo nhiêu tính nhiêu, mà hiện tại chủ tính là 2 tỷ 100 triệu cho 1.000 m², rồi mình đo nhiêu mình tính nhiêu mình nhân lại đó nha anh chị. Đó, đo tới ngay chỗ cái mía đó là cái trụ của mình đó nha, qua cái trụ một tí, qua cái bữa một chút. Nó tâm đất mình thì sạch đẹp không màu mã, xung quanh đây thì cũng không có luôn. Giá 2 tỷ 100 triệu cho 1.000 m², mình đo bao nhiêu mình tính bao nhiêu, đo diện tích bao nhiêu thì tính bấy nhiêu nha. Nhưng mà cái này tầm khoảng 1 tỷ mấy à, bởi vì nó sẽ không được 1.000 m² nha anh chị. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái mảnh này, địa chỉ là xã Kim Sơn của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp trực tiếp với chủ đất luôn nha, để thương lượng về giá cả luôn. Nói trong đất mình thì sapo và bưởi da xanh nè anh chị. Nó đất mình rất là cao ráo luôn nha. Còn từ đây mà anh chị ra ủy ban dân xã Kim Sơn thì tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Có trường học, ủy ban, chợ đồ gần đó luôn. Nếu mà 2,5 anh chị đi chợ Vĩnh Kim là một cái chợ lớn cho nó tiện hơn, cũng 2,5 km. Nó bưởi dày sapo, bưởi rất là tái nhiều luôn nè anh chị. Đó, đây là cái con đường bên đây thẳng ra ngoài tỉnh lộ 864 ra ủy ban dân xã Kim Sơn là đi đường này nha. Nó có cái xéo này anh chị. Còn anh chị đi chợ lớn Vĩnh Kim á, thì anh chị đi đường này. 2 tỷ 100 triệu cho 1.000 m². Mình đo diện tích mình bao nhiêu thì mình tính bấy nhiêu. Mà giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng nha. Anh chị nào lần đầu ghé xem kinh nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm nhà vườn, đất vườn tại Tiền Giang quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị alo đi, để xem dẫn cho anh chị đi xem đất rồi gặp chủ đất nha. Cái thửa đất này phù hợp cho anh chị về để xây nhà ở hoặc là mở tiệm tạp hóa gì buôn bán cũng vẫn được. Nó ngay đó mình có một cái đường nhỏ xuống, sau này mình cắt nhà mình cắt cái vị trí bên đây. Nó ngay đó cái cây cua bên đó mình có con đường nữa đó. Nó có một cái cua vậy ha. Đây, trong đất mình có lưới gào 70 hết tầng nha. Từ ngay cạnh nó đi sâu xuống là 33m nha anh chị. Đó, đất mình rất là cao ráo luôn. Chỉ có hai cái mương à. Ở phía ngoài đó mình thoát nước chung với bên chủ nhà luôn. Đó, sapo mình rất tốt luôn. Đó, xe ô tô mình chạy vào thoải mái nha anh chị. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị kết bạn Zalo với xem sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem. Được thì anh chị về mua nha. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì hãy gọi cho xem nha. Em xin chào anh chị.